em là hơi nóng tính, nấu ăn không được ngon. Điểm yếu của em thì thức khuya mà dậy về trễ. Em lùn quá, em muốn tìm một người cao để cải thiện nòi giống. Cái này cao mét 6 được không bạn? Mét 6 thì cải thiện được nhiều á. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu nha, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, cùng toàn thể các vị khán giả. Em tên là Thu Chính, quê gốc của em ở Quảng Nam. Còn em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Tuổi của em mà tuổi mà chịu trách nhiệm trước pháp luật đó là sinh năm 91. Nhưng mà thực chất ra là em sinh năm 90. Em thì là bên hỗ trợ phần mềm của công ty FPT Software. Hiện tại em đang làm việc ở quận 7 á. Mời bạn nam. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến khán giả anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường và bạn kế bên. Em tên là Nguyễn Thành Trung. Em cũng giấy tờ thì em sinh năm 91, nhưng tuổi thật của em cũng là 90. Và cái gốc của em là Quảng Ngãi. Em lớn lên tại Phố Hồ Chí Minh và hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương, làm việc tại Biên Hòa. Trời đất ơi. Và cái gì tùm lum vậy, rối quá vậy. Em cũng em rối. Cả xem cũng rối nữa. Công việc của em hiện tại em đang làm giám sát nhà hàng tại Vincom Biên Hòa. Một bên là quận 7, một bên là Biên Hòa, cũng không quá xa ha. Cũng được. Rồi bây giờ mình giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi em. Dạ em là một người chung là vui vẻ hòa đồng. Ưu điểm là dễ gần, có tính tự lập cao. Dạ còn điểm yếu của em thì hơi bị nhiều. Em là hơi nóng tính, nấu ăn không được ngon. Còn cái nữa là em hát rất là dở. Giọng hát của em là được đánh giá là giải tán đám đông. Làm đại miếng đi em, giải tán thử đám đông em. Ôi chị, em đọc thơ, em đọc thơ. Hả? Em đọc thơ. Đọc thơ là tụ họp đám đông hay giải tán? Dạ không, tại vì nói chung là em cũng có một chút yêu thơ. Thì em có làm một bài lên tặng. Em tự sáng tác luôn hả? Dạ. Rồi, mời em. Hôm nay đến bến hẹn hò, cùng nhau ta sẽ chuyện trò nhé anh. Gặp nhau nếu phải duyên lành, thì ta sánh bước song hành cùng nhau. Em ở đây, anh ở đâu, nắm tay ta sẽ về chung một nhà. Hay. Dễ thương. Sáu câu thơ rất là dễ thương. Đối đáp thì em có làm thơ không? Dạ em làm thơ không được anh ơi. Có gì đáp con kia liền coi. Ca hát nhảy múa gì đó. Xin gửi đến khán giả cũng như anh Quyền Linh và các tường và bạn nữ bên cạnh một bài hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người chia sẻ. Bên hát bên làm thơ vậy thấy vui à. Rồi, bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em nấu ăn khá tốt. Em có thể làm được rất là nhiều công việc. Tại vì trước đây thì em đã có một khoảng thời gian từng đi làm lễ tân khách sạn. Rồi một thời gian thì em đi làm bên kỹ kiển. Về cái ngành dịch vụ này thì em làm khá là nhiều. Điểm yếu của em thì em thức rất là khuya. Thức khuya mà dậy về trễ nữa. Rồi, tình trường của hai bạn làm sao? Bạn nam? Dạ, trải qua mấy mối tình rồi? Từ đó đến giờ em thì trải qua được một mối tình. Một mối tình đó kéo dài 4 năm. Wow. Nhưng vì lý do hai bên có thể là không chấp nhận được những khuyết điểm của nhau, không thông cảm cho nhau, cho nên tụi em tan vỡ. Và từ đó đến đây thì em cũng có tìm hiểu nhưng chưa tìm ra người phù hợp. Bạn gái thì sao? Em nói chị nghe là sau 27 năm tìm kiếm em vẫn chưa có một mối tình dắt dây nè. Hả? Chưa có một mối tình nào hết? Hồi xưa đi học phổ thông rồi học là... Dạ, ngày xưa em là thanh niên nghiêm túc, em chỉ biết học thôi. Còn xong đến khi ra làm, tại vì của em là có đi làm thứ bảy á, nên cứ từ thứ hai đến thứ bảy đi làm. Đi làm xong chủ nhật về mệt quá, ngủ quá, phát tới trưa dậy đi ăn cơm. Người như là chỗ làm cũng ai để ý mình luôn hả? Dạ em không để ý ai mà em không biết ai để ý em luôn nữa. Rồi bây giờ em muốn lấy chồng chưa? Dạ nhà hối quá rồi. Dạ em muốn kiếm chồng hình dáng thế nào? Dạ em thì tiêu chuẩn của em là về ngoại hình thì cao. Tại vì em lùn quá, em muốn tìm một người cao để cải thiện nòi giống. Rồi. Thứ hai á là... Cái này cao mét 6 được không bạn? Ủa mét 6 hả? Mét 6 thì cải thiện không được nhiều á. Cho con uống sữa cao, tăng trưởng chiều cao vô. Tại bây giờ nhiều sữa có thể giúp tăng trưởng chiều cao. Với lại thứ hai mình có thể cho con chơi thể thao thì cái vấn đề đó vẫn cải đúng thiện rồi. Được mà. Dạ. Rồi thứ hai là vừa người em không thích mập quá cũng không thích ốm quá. Với lại cái mặt đó thì ở cái điểm mà làm em ấn tượng.
là có nụ cười duyên. Trời đấy, cười hoài luôn. Bên... hả? Bên này xí quách nhiều được không bạn? Rồi em có yêu cầu tóc tai sao không? Dạ không, tóc tai sao cũng được anh. Có tóc cũng được, không tóc cũng được. Bên đây á... chỗ có chỗ không được không bạn? Bên đây á là tóc dài, có dài, không có tóc, không có tóc. Muốn sao cũng được hết trơn. Xí quách không à hả? Dạ, xí quách không à chị? Bạn Hoài Linh đó. Trời ơi. Khỏe không? Khỏe chứ gì? Thích đất nổi không? Trời ơi. Nổi. Đúng rồi. Đừng có ăn vạ ở đây rồi nha. Bao nhiêu chị? Bao nhiêu cái? Tùy thức sức khỏe. Không, là được, tùy được tùy sức. Không có ép nha. Thôi thôi, trung tâm chấn thương chỉnh hình nó xa lắm. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thấy ổn rồi đó. Làm hồi nghe rớp mà mệt lắm. Khỏe ha. Em rất nhịp khỏe tim ổn định ha. Ừ. Tim ổn định. Rồi được. Nãy giờ hình dung bạn gái bên này như thế nào? À, nghe giọng thì chắc cũng chưa đoán được nhiều đâu. Em muốn là lát mình tự trải nghiệm nó hay hơn. Bây giờ bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em thì chắc có thể là sang năm. Nhà có ai hối gì chưa? Dạ nhà ba mẹ cũng hối lắm rồi. Có đặt ra tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Dâu thì nói chung là ba mẹ em thì tùy vào quyết định của em thôi. Em thì cần giống như là mẫu người hiện đại. Nói chung là truyền thống thì nó cũng tốt, nhưng truyền thống thì nó theo lối sống cũ, thì em thích cái lối sống hiện đại hơn. Ừ. Em biết tại sao mà em bị hói hai chỗ này không? Tại cái kiểu buộc tóc ghét cho nó hói đó. Bây giờ túm lên vậy kia cho nó gịch gịch lại, nó túm đây càng ngày nó càng liếm này nữa. Nửa năm sau gặp lại em mất hẳn hai chỗ đó luôn. Không mất được đâu chị ơi. Đúng không quý vị? Chê đàn trai ta quá. Qua làm khó quá, để anh qua anh coi. Dạ, anh gái thích em sát rạc luôn nha. Hít đàng hoàng, không có ăn gian nha. Dạ. Khỏe. Dạ, chào em. Cô bên đây hơi mập đó nha. Mập hơn. Anh là kỳ dễ thương lắm. Em nghĩ gì về làm dâu? Dạ, làm dâu thì nói chung là em không có đặt nặng lắm, nhưng mà do cái tính của em nó hơi vụng á. Với lại trong nhà gái út nên ít làm, nên em chỉ sợ là em không thể đáp ứng được. Đúng rồi. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích con trai út luôn. Em không thích bạo lực gia trưởng. Anh cũng nhỏ con lắm, không bạo lực nổi đâu. Dạ, không thích nóng tính nữa, tại vì tính em hơi nóng, em sợ về lửa gặp lửa chết luôn. Hả, nãy giờ em nghe hết rồi nha. Cặp này cũng em xứng á. Em coi cảm nhận đi, rồi từ từ mình tính tiếp nữa. Bây giờ rồi. Mình nghe ý kiến người thân cái đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ, em đi với phụ huynh em là hai đứa bạn. Trời ơi, tưởng phụ huynh, tôi tưởng ba mẹ gì, cô cậu gì. Rồi, chào em. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em là bạn từ hồi cấp 3 với cả 9. Tại em á thì rất hài hước, vui vẻ, hòa đồng. Đúng là hơi nóng tính thiệt, một tí thôi hả, chứ không có nhiều đâu. Tự lập thì cực kỳ cao. Còn bạn trai bên này á thì theo em cảm nhận thôi á, tự chủ nè, tư tưởng cũng thoải mái, kiểu lối sống hiện đại á. Em không biết là hai bạn có phù hợp với nhau không, thì để hai bạn tự cảm nhận thôi. Nên em nghĩ là chính nên cảm nhận và nên tạo cơ hội cho bản thân. Xin hết. Chị đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị đồng nghiệp. Rồi chào hai chị đồng nghiệp. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Trâm, là quản lý cũ trước đây của Trung. Thì theo đánh giá trong công việc á, thì em nhận xét bạn là người có chí cầu tiến, làm việc thì cũng nhiệt tình, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Đối với đi chơi bên ngoài thì anh chàng này là có khiếu nấu ăn giỏi. Theo quan sát thì là em thấy là hai bạn cũng có khá là nhiều điểm chung với nhau. Chỉ có cái là cái yếu điểm là các bạn nữ là đang đề cái mục tiêu là chiều cao, thì là có thể là cái phần ngoại hình là không đáp ứng. Nhưng mà nghĩ là nếu đã đến chương trình này rồi thì đó là vạn sự tùy duyên. Hy vọng là hai bạn hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Rồi cho đứa trẻ gặp nhau đi. Nấu ăn ngon lắm hả? Bên đây cô gái này muốn học nấu ăn nè, lát dạy cho cổ nha. Nấu ngon lắm á. Không, thường thường nấu sao không ăn được đâu. Đêm không đúng không? Hả? Về xả cái mái tóc xuống nha. Em rất là thích đi du lịch, nên em muốn tặng anh quyển này để chia sẻ cái đam mê của em với anh. Đó rồi. Là 4 điểm cực của nước Việt Nam. Rồi, cảm ơn bạn. Nãy giờ nói chuyện bước màn thì mình cũng chưa có nắm chắc được cái gì hết. Thì sau khi bước màn lên thì nói chung là theo sự đánh giá của mình thì
bạn cũng nói chung là đạt được giống như là trong trí tưởng tượng của mình. À, theo quan điểm của em á, thì hai người yêu nhau thì phải bắt nguồn từ cái sự tôn trọng và hiểu lẫn nhau, hiểu biết, quan tâm lẫn nhau thì cái tình yêu đó mới bền lâu được. Với anh thì như thế nào? À, theo mình nghĩ thì tình yêu nó không có quan trọng chuyện là mình yêu nhau bao lâu, mình yêu nhau trong hoàn cảnh nào, mà quan trọng là cái mục đích, cái kết quả sau này của việc mình quen, mình đến với nhau nó là gì. Dạ. Quan trọng là kết quả mình có đi đến được hôn nhân hay không. Ví dụ bình thường á, trong công việc của em á thì nhiều khi hơi bị stress á, thì thường cuối tuần em hay thích đi đây đi đó, thì anh có thể cùng em đi những cái nơi mà em muốn đến được không? Cái này thì nó hơi khó khăn một tí. Tại vì cái ngành mình là bên nhà hàng. Dạ. Thì thường nhà hàng là những ngày cuối tuần là những ngày đông khách, và những ngày đó thì hầu như là không được nghỉ. Nhưng bù lại những ngày từ thứ hai thứ sáu trong tuần thì mình có thể mình muốn nghỉ ngày nào cũng được. Hơi bất tiện cái đó. Vậy ví dụ như em với anh quen nhau thì một tuần hay một tháng gì em với anh gặp nhau mấy lần? Tại vì mình ở Bình, chính xác là Bình Dương với quận 7 thì nó không có xa. Mình có thể là ví dụ như những ngày nào mình làm sáng thì mình có thể gặp nhau hàng ngày cũng được. Sáng làm xong chạy lên trên đó, tối về bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Giờ muốn làm cái gì đặc biệt nữa không? Hai bạn tiến lên, đứng lên, nắm tay nhau, nhìn nhau 10 giây rồi chúng ta phát biểu cảm tưởng, rồi chúng ta trở về để quyết định bấm nút hay không. Để thấy chiều cao cũng tân xứng nè. Hai đứa gái nè. Rồi. Nhìn thẳng vào mắt nhau đi để xem có điện truyền qua với nhau hay không. Nhìn xem đối phương có phải là cái người mình đang muốn tìm kiếm hay không. Sau 10 giây chúng ta sẽ quyết định bấm nút hẹn hò. Nhìn lâu lâu chút đi các bạn, cho nhìn các đi. Bạn tự cảm nhận đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Ủa, cảm nhận của anh về em thế nào? Chung thì như anh nói lúc đầu là cái lần đầu gặp nhau thì nó cũng chưa có quyết định gì được nhiều hết. Nếu mà có cơ hội thì hy vọng là mình có những câu chuyện trò chuyện xa, câu chuyện sâu về sau này. Có tí cảm nhận nào chưa em? Dạ có tí tí. Có tí rồi ha. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ đi. Trong kiểm tra xem trái tim của mình có rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định mình có đồng ý hẹn hò với đối phương hay không. Đã hẹn hò là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta và xem cái thời khắc này rất là quan trọng. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Lý do tại sao chàng trai không bấm? Nói chung là em cái gì em cũng cần vào cái cảm nhận đầu tiên. Đúng. Cảm nhận đầu tiên nó rất là quan trọng. Đúng vậy. Nói chung là lần đầu thì em như anh nói nãy là nói chung là chưa có gì đó sâu sắc hết. Có thể là do là em không có được cái cơ hội này thì hy vọng là những khán giả truyền hình thì họ sẽ có được những cơ hội này. Họ đến, họ mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhiều hơn. Chính xác như vậy. Cô gái, cô cảm giác thế nào? Em thì em nghĩ là em tới đây là giống như lúc nãy em nói á, là em tới đây là em đã mở lối cho em rồi. Cho mình một cơ hội nên ha. Dù cho bạn trai có bấm hay không thì mình vẫn cho bản thân mình một cơ hội. Chính xác luôn. Hay. Rất mạnh mẽ và quyết liệt. Rất bản lĩnh. À, và đây quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là phần quà từ Kumagon, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Mỗi người có quan niệm của mình, mỗi người có một cách sống và để tìm hạnh phúc riêng cho mình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương đó. Rồi, cảm ơn anh chị. Ok. Rồi, cảm ơn hai bạn.